đây giá được tiếp này, cắt thứ hai là giải bằng máy tính. Đây là tập nghiệm của bậc phương trình logic cơ số 2 của 3 nhân 2 mũ x trừ 2 nhỏ 2x là bao nhiêu các bạn này. Thì đây ta giải bậc trình logic này. Thì đây ta đặt vào đầu tiên đặt điều kiện. Thì dựa vào logic là phải dương, tức là 3 nhân với 2 mũ x trừ 2 là lượng hàng không. Thì đây ta giải thì bước phương trình này ra. Ở đây 3 nhân 2 mũ x lớn hơn 2. Hay ta có là 2 mũ x lớn hơn 2 phần 3. Đây là cơ số lớn hơn 1 thì hàm đồng biến. Như vậy x này nó sẽ lớn hơn logarit cơ số 2 của 2 phần 3. Là điều kiện của bước phương trình đã cho này. Thì với điều kiện này thì ta có cái bậc phương trình đã cho là logarit cơ số 2 của 3 nhân 2 mũ x trừ 2 bằng 2x thì nó tương đương với, ở đây là cơ số lớn hơn 1 cho nên hàm này vẫn đồng biến, 3 nhân 2 mũ x trừ 2 nó sẽ bé hơn 2 mũ 2x. Đấy. Và ta biến đổi để đưa về dạng bậc 2. 3 nhân 2 mũ x trừ 2 bên này bé hơn 2 mũ 2 x, tức là 2 mũ x tất cả bình phương. Đấy, và chuyển qua về phải thì đây là 2 mũ x tất cả bình trừ 3 nhân với 2 mũ x cộng với 2, cái này là lớn không. Thì đây là bậc phương trình bậc 2 đối với 2 mũ x, thì ta có thể đặt t bằng 2 mũ x, đặt t bằng 2 mũ x với t là dương, a mũ x luôn dương với mũ x. Đây là cái bậc phương trình 1 đi. Thì lúc này ta có 1 trở thành này. 1 trở thành. Thì bậc phương trình mới đó là t bình phương trừ 3t cộng 2 dương. Đây ta giải ra t. Ở đây có hai nghiệm là 1 và 2 này. Như vậy là t nên lớn hơn nghiệm lớn 2. Hoặc bé hơn 1. Mà do t dương cho nên t lớn không bé hơn 1 hoặc là t lớn hơn 2. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta tiếp tục này. Kết hợp điều kiện. T lớn không thì ta có ở đây là t lớn hơn 2 hoặc t lớn hơn 0 bằng 1. Bây giờ thay vào thì biểu thức là khi ta đặt đó này, t lớn hơn 2 này, t lớn hơn 0 này bé hơn 1 thì nó tương đương với, ở đây t bên thay vào là bằng 2 mũ x, vì chúng ta đặt bằng 2 mũ x lớn 2 này. Ở đây là 0 bé hơn 2 mũ x này, bé hơn 1 này. 2 mũ x lớn 2, tức là ta có là cơ số lớn 1 thì hàm đồng biến, cho nên số mũ là bên này lớn số bên này, x lớn 1. Vì đây 2 mũ x thì hiển nhiên nó luôn lớn hơn 0, cái này luôn đúng. 2 mũ x bé hơn 1, 1 chỉ là 2 mũ 0, tức là x này bé hơn 0. Vậy thì có mà ít lớn 1 bạn hoặc bé ít bạn không? Đây là 2 sao này. Như kết quả của mình sẽ là giá của sao và 2 sao. Tức là kết hợp này. Kết hợp với điều kiện này. Kết hợp sao và 2 sao. Kết hợp sao và 2 sao. Thì ta có. Này, vẽ được số ra. X lớn hơn 1. Hoặc ít bạn không. Ở dưới này bỏ. X lớn hơn logic cơ số 2 của 2 phần 3. Ở đây tôi bấm là logic 2 phần 3 thì bằng bao nhiêu đây? Đây, logic cơ số 2 của 2 phần 3 bằng, đây là trừ 0,58
như vậy là không, là trừ 0,58, như vậy là nằm bên này, giá trị này là âm logarit cơ sở 2 của 2/3 nằm đây. Như vậy là x lớn hơn logarit cơ sở 2/3, như vậy sau này là bỏ. Như vậy kết quả cuối cùng ta có là x là tập nghiệm của bậc trình luôn, tập nghiệm của bậc phương trình đã cho là S bằng khoảng từ logarit cơ sở 2 của 2/3 đến 0 phối hợp với khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Đây. Đó là kết quả cuối cùng và chính là đáp án B. Giải tỷ lệ hơi dài. Mọi người các bạn phải cẩn thận là rất là dễ sai, mặc dù là bài tập cơ bản. Cách số 2, sau khi ta làm xong rồi thì ta có thể kiểm tra lại bằng máy tính của mình để xem kết quả nó đúng không. Thế nhưng bằng máy tính thì nó sẽ nhanh hơn. Đây, cách làm máy tính là để kiểm tra đáp án và loại đáp án nhanh chóng như sau. Thì đầu tiên là chúng ta dùng ở đây chỉ dùng chức năng table luôn được. Đây là menu 8, nhập kiếm cái hàm số x vào, hàm số x của mình là về trái trừ về phải, logarit cơ sở 2, bên đây là 3 nhân với 2 mũ x trừ cho 2, rồi trừ cho 2x đấy, bằng bỏ qua rest. Ở đây bắt đầu thì tôi xem đáp án này khoảng 1,2 đấy, trừ vô cùng 1 hợp với khoảng 2 cộng vô cùng. Bây giờ nhập khoảng là từ trừ 5 đến 5 đi. Trừ 5 đến 5. Bước nhảy. Nó cho là bằng 0,5 đấy. Bước nhảy là 0,5. Tôi xem thế này. À, xem kết quả. Ở đây chú ý là về trái về phải thì phải là kết quả phải âm. Nó là mang nghiệm nữa. Còn những cái mà dương thì ta loại đi này, tại trừ 5 là dương rồi này, nhưng mà những đáp án nào mà có trừ 5 thì ta loại, ví dụ đây đáp án này có trừ 5 này ha, chưa đáp án C và D là có trừ 5 thì ta loại đi ha. Như vậy dựa vào kết quả đầu tiên này thì ta sẽ loại được đáp án là C và D này là rất nhanh chóng, vì tập nghiệm của mình phải là các giá trị mà âm ha, vì về trái được về phải mà nha. Rồi dựa vào nhìn vào đây thấy là ta loại ngay C và D liền, đáp án CD thì lập tức bị loại ngay. Tiếp tục này, cứ xem về trong khoảng 1,2 này thì là nó có âm không hết không, nếu có một giá trị như vậy thì ta loại đáp án này luôn. Đây, xem tiếp này, khoảng 1,2 tức là tầm khoảng 1,7 đó. Đây, xin bên đây này, 0,5, 1,5 này, 1,5 là dương nha. Đây, 1,5 là lâm bằng 1,8 là dương, dương tính được. Dương thì chắc chắn là phải là đáp án của mình rồi, vì tập nghiệm của mình phải là gồm những giá trị x mà sao cho f bit là âm, f bit là bằng về trái về phải. Dạ. Như vậy đáp án tiếp theo là đáp án A loại, thì nó có cái giá trị 1,5 mà nó không thỏa. Dạ. Thì hàng phải tập nghiệm và cái chắc chắn còn lại là phải là B, này rất là nhanh chóng. Ha. Này. Cách mà chúng ta tìm nhanh đáp án.